Em chào các bác nhé. Em Lâm đây, lạ lên bác một con tô chuông nhĩ 8 này. Tô chuông nhĩ 8 này rất là hiếm. Đấy, cho những bác nào đam mê tô chuông. Đấy, dòng tô chuông này thì nó không có sản xuất đời cao đâu. Em thấy có con kịch kim chỉ đến 2016 rồi, trở xuống rồi. Còn mấy bác bảo con tô chuông 2018 thì nó sang dòng tô hai đáy rồi, chứ nó không còn hình cái chuông đâu. Ngày xưa cái song sống cái chuông thì bọn em gọi là tô chuông thôi. Còn cái con này nó ăn cơm với các loại thường thì nó cũng giống nhau rồi. Đấy, lôm la là như vậy. Đấy, bác nào thích tô chuông này thì ơ lưu cho em. Đấy, bác nào em dùng hai số nhỉ, 0975 360 433, dưới là 0377 996066. Đấy, thế các bác alo cho em. Nhà em ship hàng toàn quốc nhá, ở đâu cũng ship được hết. Đấy, em quay qua lồi cho các bác luôn nhá. Lồi cho em để nguyên bản, lồi chưa mông má cái gì. Đấy, có lồi cú xuống theo thời gian. Đấy, em đang quay vào lồi đây. Lồi nó còn pin. Đấy, mặt là mặt màu trắng đục. Đấy. À, chất lồi thì còn tương đối là đẹp. Đấy, lồi là cái này nó bị đi công, nó bị phơi nắng này. Đấy, nên nó cũng có bị vết đây này. Đấy, cái này thì bác yên tâm nhé, dùng một thời gian tự động nó sẽ sáng lại màu. Thế nên em cam kết với bác luôn. Em làm hàng em biết nhiều mà. Cái này là bị đi công nó nóng nên nó bị cái này. Đấy, cũng bảo luôn các bác. Đấy, chất lồi thì đây, có móp nhẹ, có sức nhẹ. Đấy, cũng bảo luôn em không có mở gì, lồi nó còn bẩn nguyên này, chưa lau chùi gì, cứ thế này quay video là bán thôi. Đấy, bác nào thích thì bảo em lau hộ, không thích thì về nhà tự lau. Đấy, em quay hình thù bên ngoài hết nhé. Đấy, quay đít nồi đây. Con này đắt 2014 này. Đấy, lồi không vỡ không dập gì. Đấy, đắt 2014 còn pin. Đấy, má lồi đây. RC18VXH. Đấy, chữ X hiệu dòng lồi VIP. Đấy, dòng ăn 20A nhiệt độ sôi 167 độ C. Đấy, lồi 1,8 lít, lấu từ 2 cân đến 2 cân 3 gạo. Đấy, bác nào nhắm vào nhà mình ăn đông thì mua. Doan ngoài đẹp chấm hết rồi, doan sáng ghét rồi. Bọn em mua tuyển chọn mà lên doan rất là đẹp luôn. Lồi đây, lồi đẹp không một vết chấm luôn. Con này sắc nét như thành luôn. Đấy, nó làm miến bản luôn. Đấy, đây, lồi đây. Đây, bẩn nguyên đấy, anh em chưa lau chùi gì đâu nhá. Đấy, vì là cái lồi cơm này hầu như anh em thợ người ta thích mua, cho nên là em cứ quay nguyên bản này cho các bác và xem các bác ngắm cho nó sướng to mắt. Đấy, ok chưa. Đấy, chất lồi cực đẹp luôn. Nói chung là không một tì một vết nào luôn. Đây, không tìm một vết nào luôn nhé. Đấy, vừa cái hạt bụi em mới xoáy chứ không một vết nào luôn. Chất lồi thì đẹp miếng hết rồi, đứng xa này, cực đẹp luôn. Đấy, đây là lồi bẩn nhá, chất lồi cực đẹp, quay đáy nồi này. Đấy, có thấy ok chưa. Nói chung là nó là sắc nét, nó đầy những cái vết bẩn này. Em chưa lau chùi đâu. Đấy, cũng màu thắm với các bác luôn như vậy. Lồi riêng nguyên bản, chỉ có mới thử nước thôi. Đấy, thử lô cơm rồi. Chất lồi đây, đó, nhìn cái giòn này, cực đẹp luôn. Nói chung là miếng chê. Đấy, còn bên ngoài thì không thể tránh được, vận chuyển bỏ luôn. Đây, dây dắt này em quay luôn này, dây này. Đấy, đây nhá, vẫn đang thu ầm ầm nhá. Đấy, đây dây rất là xanh nhá. Đấy, đây những cái vết bẩn này đâu rồi? Đây này, em chưa lau chùi được, bác phải tự lau. Đấy, em đã mua giá thợ là nhà không lau đâu nhá. Đấy, lau thì bỏ tiền vào đấy em mới lau, bỏ 100 thì tiền công mà em mới lau. Còn bọn em bán giá thợ bọn em thì lái được tầm 150-200 ngàn rồi cơm thôi, không lời được nhiều đâu. Đấy, em cắm điện luôn. Đấy. Đấy. Con này là vừa là em đang lấu dở, cắm điện vào thì dưng lại lấu luôn. Các bác bảo nó chập, đây là đi fix nhá. Nó lùi xa một tí này. Em cắm này. Đấy. Vừa em đang lấu dở. Đấy, dầm vật lấu này. Đấy, đèn eco sáng này. Đèn hút chân không này. Bản này đời chót nó sẽ có đèn eco ở đây. Thấy con nồi này đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bên trong không chê gì cả, ở bên ngoài là bẩn đấy nhá, có gì đây là bẩn, em chưa lau đâu. Nói chung thì con này móp rất là nhẹ luôn này, bị một vài vết móp nhẹ thôi. Đấy, cũng bỏ luôn là móp nhẹ. Con này là sơn kim tuyến. Đấy, rất đẹp lên cái móp nhẹ này. Bọn em vò bắt ra ngay nhưng mà để nguyên bản cái này cho đẹp. Đấy, nồi thì quá chất luôn. Con này miếng chê. Đấy, con này thì em bán luôn các bác nhá. Con này em bán giá là 3.500.000 đồng. Đấy, bao chín cơ, bao không xì hơi. Đấy, bảo hành cho bác vài hôm nấu cơm. Đấy, bác nào thích bảo hành một năm thì giá là 4 triệu. Đấy, báo giá công khai luôn, không úp mở gì. Đấy, các bác cứ đi tham khảo giá, cứ đi so giá nhé, thoải mái. Đấy, các bác cảm thấy ưng thì gọi em, còn đừng mặc cả nha em. Đấy, lồi cơm thì em bán bảo hành 500 đây là tiền trách nhiệm em, sau này trong một năm dùng hỏng bất cứ gì, đấy, sửa chữa em phát sinh em chịu trách nhiệm từ A đến Z trong một năm. Đấy, còn giá thợ bán đứt. Đấy, ở nhà em là 39 cơm. Đấy, 3 phùng xì hơi cho các bác. Đấy, thì giá là 3.500.000 đồng. Đấy, lồi em đang cho hút thử chân không này. Đấy, vì con này lồi to nên hút khá là lâu. Đấy, tranh thủ quay qua các bác. Đây là những cái này là các bác dùng một thời gian tự động nó sẽ lại màu.
vì đây là nó bị ốm nắng rồi. Đấy, con bỏ bao thành cái vết này. Đấy, còn chất nồi thì cực đẹp luôn. Đấy, những cái viền bẩn bẩn như này là em chưa vệ sinh đâu đây này. Đấy, đấy chưa vệ sinh đâu. Đấy, bỏ cho các bác này, vậy các bác hiểu không? Chất quá đẹp. Đấy, con này, con lồi này các bác đi mua chỗ khác nhé. Giá không bao giờ dưới tầm 5 triệu rưỡi đến tầm 6 triệu rưỡi cái lồi cơm. Chắc chắn luôn. Đấy, lau lên thì đẹp lắm. Lau đi, thợ người ta về dọn là người ta cạo này đi này. Xong người ta đánh cái giáp, người ta đánh bóng. Đánh bóng đi, nhưng nhà em không làm vậy. Mua thế nào bán thế. Đấy, bắt đầu lấy thì alo em hai số nhá. Phải báo giá là tắt nồi này. Đấy, quá đẹp này. Quá chỉ đẹp luôn. Giòn cực kỳ xanh luôn. Còn đây những cái vết vàng vàng, những vết bẩn này là chưa dọn này. Chứ mà lấy cái dao cạo quá là xanh đét luôn. Quá đẹp. Giá có 3 triệu rưỡi nồi đi 8. Đấy, quá vít luôn. Bắt đầu lấy nhà luôn em nhá. Em chào các bác nhá.